Lần đầu tiên mình bấm đăng nhập trên màn hình. Mình đánh tên đăng nhập với mật khẩu gửi qua Zalo. Mình bấm đăng nhập vô. Mình muốn đăng sản phẩm á, thì mình vào là cái mục sản phẩm. Mình bấm thêm mới. Rồi, chỗ này là mình sẽ đánh tên sản phẩm. Ví dụ như giờ em đánh là sản phẩm gì đó đi. Em ra ngoài của em đánh lấy một sản phẩm bất kỳ đi. Bây giờ mình đánh sản phẩm đi. Đầu tiên là mình đánh sản phẩm vô. Cấp đi cái tiêu đề. Mình dán vô đây. Cái tiêu đề sản phẩm này. Rồi, cái này là ảnh sản phẩm. Sản phẩm thì em luôn có thể dễ. Em lưu ở iTop đi. Em lưu vậy. Bấm đăng bấm này. Bấm vô thiết lập sản phẩm. Wi-Fi. Để từ vi tính á. Còn media này là có sẵn trong thư viện. Còn muốn tải anh mới thì bấm tải file. Bấm chọn tập tin. Hai em lưu về desktop, em vô desktop em chọn. Đây, cái mảnh vừa mới lưu đây. Vì nó nói là sao về bấm tiếp vào ảnh. Cái này là cái âm bấm ảnh. Ví dụ như cái sản phẩm này nè, anh chụp nhiều góc độ khác nhau. Ví dụ chụp nghiêng, chụp xéo gì đó thì anh có thể ấp thêm cái âm bấm ảnh vô cho nó. Ví dụ đi. Ví dụ giờ em chọn hai tấm ảnh này làm cái ảnh chi tiết của nó đi, ba tấm ảnh này. Ví dụ á, thì sau đó mình ấp file lên thôi. Cái này là em chọn ảnh tại vô thư viện. Cái này thì nó thuộc thuộc thịt heo CP, thì anh kiếm là thịt heo CP anh chép chữ danh mục sản phẩm nào để cho sản phẩm này vô đúng danh mục. Cái tiếp này là giá. Giá này ví dụ như em để nó 100.000 đi. Anh cứ đánh 100.000 vô, còn muốn khuyến mãi thì đánh thêm giá khuyến mãi vô. Rồi, nếu mình muốn đánh thì mình đánh, không đánh thì thôi, tại vì tùy mình. Giờ đánh khuyến mãi 10.000 đi thì đánh dưới 90. Này là mô tả ngắn về sản phẩm. Ví dụ như mô tả ngắn thì sản phẩm người ta ví dụ như là thời gian sử dụng nè, sử dụng thấy gì gì đó cứ đánh vô. Ví dụ một tháng đi, và gọi số điện thoại đó cũng mình để đưa cái sự kiện vô cấp tỷ lệ nè, đóng tiền công tác để nè, mình có thể để vô. Trên đây là mô tả dài. Mô tả dài thì mình có thể là mô tả về cách xuất xứ hay gì đó. Mình có thể đưa cái mô tả dài vô. Mô tả dài là chỗ này. Đây là công ty nó dán vô độ mô tả dài. Mô tả dài đây. Mô tả ngắn này dưới đây. Có ghi nè. Mô tả ngắn sản phẩm. Đây là mô tả dài. Ví dụ như ở trong cái nội dung này nè, em không có chèn ảnh, anh muốn chèn ảnh vào phần nội dung á thì anh sẽ đưa chuột vô cái vị trí cần chèn, anh enter số cái đây, anh muốn chèn vô anh bấm lên media, cái này cho phép anh chèn nội dung vào ảnh. Ví dụ chèn ảnh này bấm vô đó, anh muốn canh giữa nó thì chọn canh giữa, anh muốn cái thước lớn thì có chọn cái thước lớn, bấm thêm. Này này là nó giúp mình chèn nội dung vào hình vào nội dung luôn. Mình chèn, mình chèn xóa nó hay bấm vô nó chọn trực tiếp là xóa thôi. Rồi. Kế tiếp thì nó sẽ có phần là sale cho cái bài viết này nó lên trên tab Google á. Mình sẽ copy, đầu tiên mình copy cái tiêu đề này của nó, mình sẽ dán vào từ khóa sản phẩm, dán vào đây cái. Rồi mình dán vào cụm từ khóa chính, và khi người ta đánh cái từ khóa này nó sẽ hiển thị cái bài viết của mình lên. Ở đây nó sẽ có cái tiêu đề sale và cái mô tả sale. Tiêu đề sale á thì nó hiển thị mặc định là nó sẽ lấy cái tên bài viết của mình nè, mình sẽ bỏ thêm một số cái vô nữa là được. Ví dụ như điện thoại đi đó, mình gõ sao cho cái ống này nó màu xanh là ok. Cái này là mô tả. Mô tả thì mình có thể sánh mô tả nào cũng thấy được. Mô tả này mình phải đánh theo ý mình, nhưng mà mình xóa bớt đi để cho nó màu xanh là được, đừng có đánh quá nhiều, đánh màu xanh là ok. Sale của mình nó ok, nó lên đó là ok đó.
xong hết. Bài viết chia sẻ nằm thế nào? Đoạn này là em được. Xong hết á, mình bấm nút đăng lên ha. Đăng một lần. Này sườn năng CB500 là không? Sau khi mình bấm đăng xong á, thì mình ra ngoài trang chủ mình xem lại. LCP đó giờ mới đăng này giá 100.000 giảm vào 90 nè. Giờ mấy sản phẩm này mình không giảm đó, mình giảm thì mình cứ ghi giảm 10% tự động nó tính 100% cho mình. Khi bấm vô nè, sản phẩm nè không, đây là ảnh tại vì chính nè, nãy mình có thêm những ảnh chi tiết nè. Đó, khi bấm qua sẽ đổi qua cái góc ảnh khác. Ảnh nếu mình chụp nhiều góc độ á, mình có thể up ảnh chi tiết lên. Mô tả dài nè, nhẹ chèn ra hẳn vô mô tả dài nè, mô tả ngắn, mô tả trên đây đó. Cái đánh hai cái đầu, cái là mình đó. Cái này là cách thêm sản phẩm nè. Sản phẩm xóa này anh không được quên. Còn mình muốn sửa hoặc xóa sản phẩm á, thì mình vào là tất cả sản phẩm trên đây. À, ví dụ như mình muốn xóa sản phẩm mà nãy mình vừa mới xem nè, ACP 5000 nè, xóa nó thì bấm thùng rác. Bấm thùng rác ha, tự động nó xóa, xong rồi mình quay lại mình coi nè, sản phẩm nó mất rồi. Đầu này trang trọng nó không còn nữa, đó, cái ACP 5000 mất rồi. Mình xóa thì mình chậm, mình xóa thì nó lại mất. Còn muốn sửa thì mình nhìn vô cái tên sản phẩm. Muốn sửa sản phẩm nào á, mình có thể nhìn vô cái tên đó, mình bỏ qua những cái trang khác để mình coi. Mình nhìn vô, ví dụ muốn sửa sản phẩm này đi, tôi chuột vô sản phẩm này, bấm chỉnh sửa. Đây nè. Mình có thể sửa tên. Ban đầu mình thêm sao thì vô nội dung y chang vậy, mình sửa lại thôi. Có thể sửa tên, sửa đây. Không có thể dài, sửa đây. Sửa ảnh sản phẩm thì sửa đây. Sửa danh mục thì sửa đây. Rồi, muốn sửa phần sale thì sửa ở đây. Muốn sửa giá thì sửa đây. Muốn sửa mô tả ngắn thì sửa đây. Sửa xong hết, bấm cập nhật là xong. Cái đó là thêm khó sửa sản phẩm. Rồi, dưới sản phẩm nó sẽ có phần là danh mục. Rồi. Nếu mình muốn đặt danh mục cha đó thì danh mục gì bất kỳ đi, ví dụ như mình đặt danh mục là sản phẩm khác đi, ví dụ vậy. Đây là tên danh mục nè, mình để là sản phẩm khác. Nếu mình để trống này á thì nó chính là danh mục cha, danh mục lớn, nó bằng với những danh mục như là sản phẩm khuyến mãi hay là thực phẩm chế biến sẵn hay là thịt heo siêu vi, nó làm một danh mục lớn luôn, nó bằng luôn. Còn nếu mà mình muốn mà tạo danh mục con cho danh mục này đi, ví dụ như thịt heo siêu vi, trong thịt heo siêu vi nó sẽ có danh mục con, thì cái chỗ này mình chọn là thịt heo siêu vi. Đây, ví dụ như thịt heo siêu vi đây, ở trong thịt heo siêu vi mình thêm một cái sản phẩm khác cho thịt heo siêu vi là mình sẽ thêm đây, bấm lên thêm đây. Rồi, sau khi mình bấm thêm á thì tự động theo CP nó sẽ thêm một cái danh mục có dấu sạc vô nè, thêm một cái danh mục khác đây. Rồi sau đó mình vô mình thêm lại sản phẩm. Ban đầu là thịt heo CP nó chưa có danh mục con, khi sau khi mình đó mình thêm rồi mình cứ vô đây mình coi lại đó, mình thêm danh mục thêm sản phẩm cho cái sản phẩm khác trong cái thịt heo CP này. Thế là mình đánh bài là mình chọn cái này là sản phẩm ạ? Đúng rồi, mình chọn cái này, mình thêm sản phẩm mới vô để mình chọn cái danh mục này. Cái đó là thêm ha, còn muốn xóa thì đưa chuột vô cái tên danh mục đó, bấm chữ xóa này xong. Rồi. Chú ý thứ hai là sau khi mà mình thêm á thì ở trên cái thịt heo CP này nó vẫn chưa xuất hiện trên một con trên menu này. Mình muốn nó xuất hiện nữa thì mình sẽ làm thêm một bước nữa. Mình vào là giao diện, chọn là menu, phải thêm cái dòng menu cái nữa. Rồi. Mình bấm lên đây cái để mình kéo cái danh mục sản phẩm nó ra, thì tại đây nó chưa có danh mục sản phẩm nào, mình phải chết cho nó cái này nó xuất hiện ra rồi mới nó ra. Rồi bấm xem tất cả
là cái thịt heo CP, mình sẽ kiếm cái thịt heo CP có cái sản phẩm khác này. Nhưng mà mình chú ý ở đây là nó sẽ có hai cái menu, một cái là menu top. Menu top chính là menu phía bên đây. Cái này là menu danh mục sản phẩm, thì mình sẽ chọn lại chọn menu để sửa nè. Chọn lại cái menu trên, có hai cái, chọn cái menu trên. Nào thì mình chọn là bấm nút chọn. Rồi đó, nó sẽ show cái menu này ra. Menu có sẵn của mình là mình bên đây. Đó, giờ mình xem đó, bấm vô là cái. Bấm xem tất cả. Kéo xuống dưới. Đó, thịt heo CP nè, bấm vô sản phẩm khác. Mình chỉ thêm cái này thôi, mình bấm chọn cái này thôi, mấy cái khác được có chọn. Bấm thêm. Rồi, sau khi bấm thêm xong á, sẽ làm túi này nè. Sau đó mình sẽ cầm đó. Cầm đó mình di chuyển lên trên cho thịt heo CP. Nếu mình để á, mình để vậy á thì nó sẽ thâu ra thành một lớn luôn. Còn mình phải thụt nó vô một ô để cho nó hiểu là cái này là con không này. Thấy mấy một này cũng vậy nữa không? Thụt vô một ô để cho nó biết nó hiểu là con không này. Rồi sau đó mình bấm lưu ha. Rồi bấm lưu xong rồi mình mới ra ngoài cái trang web của mình. Mình tải lại. Xong rồi cái mình bấm vào để mình coi lại nè. Trong cái CP này nó có một cái là sản phẩm khác nè. Xóa nó thì phải là nhờ lại sản phẩm bằng danh mục. Phải được xóa nó. Thêm á thì mình phải làm thêm một bước, thêm một menu. Còn khi mà mình xóa đó thì chỉ cần xóa trong vị trí này thôi là được, chứ không cần phải xóa hai chỗ, cần xóa trong này thôi. Rồi, hãy ra đây mình bấm lại rồi. Mình theo CV mất này nè, lâu em một lâu rồi. Đó là thêm xóa sửa danh mục. Ở trong đây có danh mục nè, thì nó sẽ có hình hết nè không? Mình muốn mà sửa hình nó đó. Thì mình muốn xóa thì bấm chữ xóa, còn muốn sửa thì bấm chữ sửa. Bấm chữ sửa nè. Mình kéo xuống dưới đây nó có màn hình nè. Đó mình tải ảnh khác lên. Tải ảnh khác lên thì nó sẽ sửa cái ảnh đại diện đó, còn ảnh đại diện này nè. Tải xong hết thì trong này xuất hiện ảnh mới. Kéo theo đây bấm cập nhật này là xong. Tự động nó đổi cái hình đây. Ở đây có một số sản phẩm thì nó chưa có đề về mình đăng thêm, sau khi mình đăng thêm tự động nó show ra thôi. Từ mất cái demo là từ mất hả? Ừ, đúng rồi, sau khi mình đăng thêm, ví dụ mình đăng thêm 4 sản phẩm nữa thì cái demo này tự động nó mất. Sẽ thêm đây thôi. Còn bài viết chia sẻ. Bài viết chia sẻ. Thì sau khi mà mình viết xong một sản phẩm đi mình muốn chia sẻ nó đây nè, chia sẻ Facebook đây, hôm nay mình chia sẻ. Ý em muốn nói là ví dụ như xuống này này, ví dụ như cái sản phẩm thứ hai đúng không? Thứ hai đúng không? Và em muốn biết là ví dụ chia sẻ một cái bài muốn chia sẻ cho người ta biết là cái này là hôm nay ăn gì hoặc là cái này, em muốn chia sẻ những bài đó. Đây nè, đây có phần bài viết nè. Là hiện lên trên này không? Mình muốn hiện thì mình cho nó hiện. Bài chia sẻ bài phía dưới. Còn không thì cho nó hiện thì cuối cùng phía dưới trang nè. Mình muốn viết bài á thì mình vào phần bài viết nè. Mình viết bài mới. Để em biết. Rồi, chỗ này á mình sẽ đánh thành tên bài viết vô. Đây. Rồi chỗ này mình đánh là mô tả về cái bài viết nó như thế nào đến đây. Rồi thì bài viết nó thuộc chuyên mục của tin tức, mình chọn cho tin tức. Chỗ này thì có ảnh đại diện của bài viết mình sẽ chọn. Sau khi viết xong hết đó mình sẽ share bài viết, giống như share sản phẩm gì đó.
thì cái này giao diện không giống như đăng sản phẩm gì đó. Rồi sau khi mà mình nhập hết đầy đủ rồi bấm đăng lên là xong. Đăng lên nó sẽ hiện ở đâu? Đây thì ở cuối. Cuối trang này. Ví dụ đi, ví dụ một bài đây. Để thêm cái bài viết ở cuối trang đó. Những cái phần này, ví dụ như cái phần ví dụ như trên này mình viết bài viết mà nó ở trong này nó hiển thị được, ví dụ như bài ở đấy nó hiển thị là chia sẻ kinh nghiệm mà ở trong một bài có được không? Không, cái đó là của danh mục sản phẩm mà chia sẻ kinh nghiệm mình ở dưới thôi. Cái chuyện này là món ăn hàng ngày. Món ăn hả? Món hàng ngày đó. Món ăn hàng ngày. Nhập nó cũng tốt một tí xanh menu.
thằng mày máy tính cái đường link đó được. Để mở cái đăng nhập đây. Đây là cầu Bình Diễn nè, 365 ngày tự nhiệm nè. Bài viết nó sẽ theo cái kênh này đúng không? Đúng rồi. Sau này mình viết bài nó sẽ hiển thị ra mấy bài đó nó sẽ mất đi. Đó nè, bài viết này cứ bài mới nó sẽ dùng 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 rồi mấy bài cũ sẽ mất đi. Nè, bài mới viết nè, hiển thị ra nè. Rồi, giờ muốn sửa thông tin thì dưới cái đó là cách sửa đầu tiên, còn cách sửa thứ hai á thì là mình có thể sửa bằng cách này. Ví dụ như mình muốn sửa cái này đi, bấm vô nó một cái. Rồi, trên đây có chữ sửa nè. Và muốn sửa sản phẩm á thì bấm vào sản phẩm một cái. Trên đây cũng có nước sửa nè, đó là cách sửa thứ hai. Vô trực tiếp cái đó nó sửa luôn, trên đây nó xuất hiện nước sửa cho mình. Cách này thì mình sửa, mình nhìn thấy cái giao diện của nó bên ngoài á, mình bấm vô sửa này nó chính là sửa cái nội dung này luôn. Nó hai cách sửa cho mình. Hoặc mà muốn sửa logo nè, sửa logo mình sẽ vào quản trị, mình vào giao diện và chọn phần lưu niệm. À, mình chọn vô cái header, bấm vô logo. Đây, đây là sửa cái logo này, muốn qua logo này nó không có thể sửa. Sửa xong hết mình bấm vô nút được mảng này nè, để mình lưu lại là xong. Rồi, đây là phía dưới chân trang. Muốn sửa nội dung phía dưới chân trang này nè, mình cũng vào là giao diện, chọn là quay ghép. Rồi mình mở cái footer lên. Cái này là footer 1, chính là bốn cái này. Bốn cái trên đây nè, chính là bốn cái này nè. Đó, mình mở từng cái ra nó xuất hiện ra. Bốn cái phía trên là footer 1. Bốn cái này. Footer 2 là bốn cái dưới đây. Bốn cái dưới đây mình mở bốn cái này ra, thông tin liên hệ đây. Và về chúng tôi đây. Và hỗ trợ khách hàng và chăm sóc khách hàng. Đó, đó là bốn cái phía dưới. Rồi muốn sửa cái số điện thoại mà đây là mình sẽ vào là cài đặt và chọn là con nút tông. Rồi vị trí thôi quên nhớ rồi rồi con nút tông thì chỗ này mình sẽ sửa lại cái số điện thoại mà mình muốn sửa. Sửa xong hết rồi bấm save lại là xong. Rồi còn muốn sửa Facebook với Zalo thì mình sẽ vào là cái này, mình chọn là riêng Zalo. Đó, sau này mình sẽ sửa Zalo, mình sẽ sửa cái số này và cái này là cái link Facebook. Và sửa xong hết bấm sale lại, mình sẽ sửa hai cái này. Và muốn cái vị trí sao? Cái này giờ cho thăng một vòng một cái được anh, cho nó một bên thôi đúng không? À, đúng rồi, chỉ giờ thăng một bên thôi. Cái năm bên nào phải cho năm cái, cho năm dọc cái này. Thank you.
Bên này cái số điện thoại nằm về sang thằng bên đó rồi đó. Năm rồi.